Thưa quý vị, năm 2021, Nghệ An tiếp tục được giao tuyển chọn trên 3.100 thanh niên lên đường nhập ngũ. Và dù chỉ tiêu cao, nhưng đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tuyển chọn đúng, đủ quân số, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Điều đáng nói là ý thức của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã được nâng cao. Các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ để cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Tốt nghiệp đại học và đã có việc làm ổn định, với mức thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng, nhưng Nguyễn Trọng Ước vẫn xung phong gia nhập quân ngũ lần này. Dù có chút đắn đo là mẹ đau yếu, em đang nhỏ, nhưng Nguyễn Trọng Ước vẫn thu xếp để tòng quân, cống hiến cho Tổ quốc trong đợt này. Đối với em thì em nghĩ là nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ rất là vẻ vang, rất là thiêng liêng của mỗi người công dân Việt Nam. Và em muốn là đóng góp một phần tuổi trẻ của mình để cống hiến một phần cho Tổ quốc. Và tuy rằng bây giờ là thời bình, nhưng mà em nghĩ rằng là cái sự cống hiến của em sẽ tô đẹp thêm cho một tuổi trẻ của Việt Nam. Cũng như Nguyễn Trọng Ước, thanh niên Ngô Xuân Trường đang làm việc ổn định tại một công ty nước ngoài ở Bình Dương, nhưng đã tạm gác lại để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với Trường thì việc được đứng trong quân ngũ là niềm ao ước từ khi còn học phổ thông, và đến nay dù phải bỏ công việc có thu nhập tốt. Từ ngày xưa đến giờ thì em cái mong muốn của em cũng là được gia nhập vào bộ đội để thực hiện, để cống hiến cái sức lực của mình dành cho đất nước. Có dạy gọi thì em sẵn sàng là lên đường nhập ngũ. Thì công việc này không có thì mình có thể là có công việc khác, nhưng mà trách nhiệm của một công nhân đối với đất nước là lớn hơn rất nhiều. Là đối với em thì là cái trách nhiệm của em thì không làm được gì cho đất nước lớn lão cả, thì em góp một phần sức nào đó dành cho đất nước thì em làm mạnh nguyện. Năm nay, với trên 3.100 tân binh, thì có 168 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trong số đó, có rất nhiều người đã có việc làm ổn định, nhưng vẫn xung phong gia nhập quân đội. Đặc biệt, năm nay, phong trào viết đơn gia nhập quân ngũ trong thanh niên chiếm đa số. Hầu hết đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Truyền thống gia đình cũng có bộ đã từng đi bộ đội, nên là em thấy trách nhiệm của mình cũng xứng đáng để đi hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để bảo vệ Tổ quốc. Chưa đi làm thì đi, nhưng mà đi nghĩa vụ thì phí 2 năm, nhưng mà không đi thì lại phí cả đời. Các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, và đặc biệt là các thanh niên đã thấy được cái quyền lợi và nghĩa vụ trong cái việc mà xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thì đây là một cái nét mới, mà đặc biệt công tác tuyên truyền nó đạt được cái hiệu quả. Thì tôi thấy rằng là do vậy là các cái thanh niên sau khi hoàn thành các cái chương trình tốt nghiệp phổ thông rồi là đại học, cao đẳng thì đã có một cái tỷ lệ tham gia tình nguyện vào quân đội rất là cao. Với chuyển biến về nhận thức cùng với chính sách hậu phương quân đội luôn quan tâm đến gia đình quân nhân, nên các tân binh rất yên tâm để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Rồi đây, khi các tân binh lên đường làm nhiệm vụ, sẽ là tấm gương sáng để cho các thế hệ sau tiếp nối truyền thống.